Đảng ủy khối các cơ quan thành phố vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và thông tin thời sự quý 1 năm 2023. Dự hội nghị có trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh. Hội nghị đã được nghe trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh thông tin một số kết quả bước đầu trong công tác phòng chống tham nhũng của thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, một số văn bản của Trung ương được quán triệt như chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, cùng các văn bản của Đảng ủy khối. Đây là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố có các thông tin thời sự quan trọng, đáp ứng yêu cầu về công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.